Rồi, giới thiệu với anh em nha. Bạn Mixer Dynacord CMS1000. Mình mở nguồn lên nha. Đây. Thì bài này có giới thiệu với anh em gì rất là nhiều rồi. Bên Anh Audio đã giới thiệu với anh em rất là nhiều. Và khách hàng cũng sử dụng sản phẩm của mình rất là nhiều luôn. Thì hôm nay giới thiệu lại với anh em cái bàn mixer Dynacord CMS1000. Đây. Đây là cái phiên bản mới nhất hiện tại nha. Nó có cái gì mà mình phải làm lại cái clip này thì mình sẽ giới thiệu với anh em. Đầu tiên là cái bàn này ở cái chiếc màn hình LCD này. Đó. Đợt này là hãng sẽ làm lại cái màn hình này đúng cái màn hình giống như của cái con hàng mixer Dynacord xịn của Đức luôn. Là LCD của nó là màu vàng đây, màu vàng ngà. Mới bán xong. Màu vàng ngà. Cái đó như mixer hôm qua đúng không? Hai cái mixer. Đó, thì là cái màn hình cái phiên bản chung chung của thị trường hôm trước giờ bán là cái này, cái màn hình nó là màu xanh, nó màu vàng xanh xanh, mà khi mình để nghiêng như vậy là nó kiểu như là nó bị tái tái màu á đó. Đó thì đợt hàng này đợt hàng này là nó sẽ nó trang bị màn hình giống như cái phiên bản của Hồng Đức luôn, là màu vàng cam này nè. Mình quay nghiêng để mình nghiêng cho anh em coi nha, nè nghiêng các góc luôn nè, đó nó không có bị chệch màu nữa, không màu nó chuẩn luôn, nó rõ nét hơn đó. Đó cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai ha, cái thứ hai đây, cái bàn mixer đi là còn xịn là cái vỏ này, hai bên này là nó màu đen, nó đen như này, chứ nó không phải là màu kiểu xám chuột. Đó, màu đen. Đó. Coi như là cái giao diện này là nó tối ưu lại giống như cái con Dynacord phiên bản của Đức xịn nhất có thể luôn. Đó, áp phét thì rất là mạnh, mình cảm giác được này hàng là cái phét nó nghe nó mịn màng hơn, nó rất là đầm, rất là dịu luôn. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ quay xung quanh cho anh em nghe ha, đây mặt không xung quanh nó. Có chữ đi ra cọt đây nha. Đây. Đó, Eco với điều vật thì chắc anh em cũng biết nhiều rồi. Thì hàng này quen mà. Với lại mình cũng thường xuyên bên Minh Anh Audio cũng thường xuyên làm những cái clip hướng dẫn chỉnh cái bàn này, hoặc là cách kết nối sử dụng EQG, FS này kia các cái đó là điều hết. Đây là mặt sau cho anh em coi nha, đây. Cho em đi ra cọt nè. Cổng nguồn màu xanh ha, bo nguồn xung. Đây. Bo nguồn xung anh em nha. Nó hơi tối nhưng mà đây cho quay cho anh em thấy rõ. Rồi hai cái cổng MIDI minh họa cho mấy anh em xem. Thật sự cái cổng MIDI đó không có làm ăn gì được đâu, nó cũng chỉ gắn hình thức thôi, nó chỉ sử dụng được với cái bàn mixer Dynacord của Đức xịn thôi nha anh em nha. Phiên bản hàng loại 1 của China thì nó sẽ không có đó. Mình cam kết với anh em là hiện tại cái phiên bản này là ok nhất thị trường rồi đó, đẹp nhất rồi đó, rất là ngon lành cành nào luôn. Quay cận cảnh cho anh em coi để thấy độ nét của nó nè, từ cái phông chữ nè, thấy không, từng cái phông chữ luôn, từng cái nước sơn luôn, nó rất là dịu, nó rất là nhu mì, chứ nó không phải là kiểu như là nó không có ấy, giống như người ta thường nói là cái đồ xịn nó nhu mì, chứ không phải như hàng chợ mà nó lè lẹt, nó chính xác là nó vậy. Đây, hàng loại 1 nguyên con nha anh em nha, nguyên thùng nha, rất là đẹp. Effect thì khỏi phải chê rồi, mình cũng có lên một cái clip, mới vừa lên cái clip hướng dẫn hôm qua là hướng dẫn cho anh em cách chỉnh cái bàn mixer này sao cho nó hay nhất có thể đó, là mình cũng đã có lên cái clip rồi. Thì nay cái clip này chỉ để giới thiệu lại với anh em thôi đó. Thì anh chị nào làm show làm sự kiện thì kia cần mua bàn mixer Dynacord CMS 1000 600 hơn 1600 đó, thì anh em sẽ có cung cấp cho quý anh chị nha. Anh em quay mẫu con 1000, tại vì 1000 thì nó vừa sử dụng nhất, khách hàng cũng mua nhiều nhất, cho nên em mới quay con 1000 làm chuẩn nha. Thì những con mixer khác cũng vậy, 600 với 1600 là bên em đều có hết nha. Tiếng rất là ok. Hiện tại là con 1000 này là bên em về nhiều đó, về nhiều lắm anh chị. Một cái dàn âm thanh thì mình kết hợp một cái bàn mixer như này có hai đường echo dưới reverb, rất là tuyệt vời luôn. Nó hai effect 1, 2 đường. Đó, hỗ trợ hai đường, đây nó có hai cái đường, đây mình tùy chọn chương trình ở đây, Eco với Reverb ha. Chọn chương trình trên này mình cài đặt xong thì đây nó sẽ có nè. Bật tắt Eco Reverb, nhấn vô là nó có Eco, nhả ra thì nó sẽ ngắt ngay.
đây là cái nút standby là chế độ nghỉ. Khi mình nhấn vô là toàn cái hệ thống của bản sơ này nó sẽ chuyển sang cái chế độ tạm nghỉ. Mình nhả ra nó sẽ hoạt động lại, rất là tiện cho mình. Đó là nút standby là nút chế độ nghỉ nha. Đó. Mình nói lại cho nhiều anh em nhiều khi chưa biết cái bàn mixer này cái tính năng công dụng nó như thế nào thôi. Còn cái cụm phần ao trên này là rất ít người giới thiệu nè, mình sẽ giới thiệu cho anh em nắm rõ nha. Ngoài cái đường ao tổng mà ao tổng của nó master A đường Canon đây thì nó có thêm cái đường master B nữa. B thì nó sẽ đi ngõ 6 ly đây. Nó lại thêm cho mình nữa để mình có thể sử dụng thêm. Đó. Đường monitor cũng vậy, có Canon, có 6 ly. Đó, trên đây hai cái đường chắc in này là để mình chơi nhạc vô, ví dụ nhạc từ bàn DJ qua chẳng hạn. Đó, đường resen này thì mình có thể sử dụng để thâu âm. Đó, thu tiếng ra. Lúc mình ghi hình mình lấy tín hiệu âm thanh rồi mình thu tiếng. Đó. Rồi đường CD 124 này là tín hiệu nhạc vào ngõ stereo cổng AV. Đó. Rồi, hai đường ốc. Đó. Bên đây là master B nè. Master B nha. Nãy mình nhầm bên đây cái đường power. Power. Master B bên đây, hai đường này out ra độc lập nha. Đó. Rồi đây là cái đường loudcut. Loudcut với lại là cái void filter, khi mình nhấn vô nút void filter thì nó sẽ lọc tiếng giúp cho tiếng của mình thanh hơn, nghe rõ hơn. Đó. Thanh hơn, nghe rõ hơn, mình nhấn vô nút void. Rồi cái nút loudcut này thì giúp cho mình cắt nhanh 80 Hz. Là 80 Hz trở về sau là nó bỏ. Đó, từ 80 Hz trở về trước là nó sẽ lấy tới cho mình. Đó. Đó. Hai đường ốc để mình gửi tín hiệu đi ra ngoài, hai đường ốc. Hai đường monitor. Thì nó có quản lý monitor ở bên dưới này luôn, có hai đường monitor riêng. Hai đường out nè ha, hai đường gửi nè, hai đường monitor. Left right, hai đường echo. Đó. Nói chung là bàn này là khá là nhiều đồ chơi cho mình. Trên đây nó còn có một cái cổng USB Digital Interface. Cái cổng này giúp cho mình kết nối với lại sâu cạc âm thanh để mình lấy tín hiệu âm thanh chất lượng cao ra để mình dụ cho những cái mục đích của mình như là thâu âm, trộn, mixing này kia các kiểu hết á. Rất là ok nha. Rồi, em chỉ giới thiệu sơ lại với quý anh em, với khách hàng vậy thôi. Anh chị nào có nhu cầu mua bàn mixer đi na cọt thì liên hệ với bên em nha. Số điện thoại là 0938 641 445 thì bên em sẽ tư vấn cho quý anh chị. Rồi em xin cảm ơn ạ. Quý anh em xem kênh, quý anh chị xem kênh ở bên em thì nếu như mà thấy hay thì hãy nhấn like video clip này và nhấn đăng ký kênh để khi bên em có giới thiệu sản phẩm mới thì sẽ có thông báo về máy của quý anh chị sẽ lên xem, nó sẽ tiện hơn. Mình đăng ký kênh thì nó miễn phí, không có tốn tiền, tốn bạc gì hết, mình chỉ đăng ký để nó có thông báo thôi. Đó. Nhấn like video, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông, nó có nút chuông bên dưới vô cái cửa sổ YouTube nó có chuông, nó mình nhấn vô thì bên em có cập nhật clip mới thì nó sẽ có thông báo cho quý anh chị. Rồi em xin chào quý anh chị ạ.